duyên phận con người qua các kiếp luân hồi. Thật ra, kiếp luân hồi của cuộc đời trong mỗi chúng ta là một phạm trù rất khó để hiểu và giải thích tính đúng sai của nó. Ở bài chia sẻ này chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn những câu chuyện viết về tâm linh để quý vị có thể tham khảo, còn tin hay không tùy vào nhận định của mỗi chúng ta. Và chắc chắn rằng mỗi câu chuyện chúng tôi mang lại cho quý vị chỉ đơn giản với thông điệp quan trọng: hãy sống và làm những điều tốt nhất có thể vì mình và cũng vì mọi người. Duyên phận có được qua các kiếp luân hồi, vậy làm sao một người có thể biết được mình có duyên hay có phận với một ai đó? Người ta thường nói, bất kỳ một mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn là có duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận. Luân hồi trong tiếng Phạn cổ được hiểu là lang thang, trôi nổi hay đầu thai, tiếp nối nhau giữa các kiếp. Sinh mệnh bị luân chuyển khi chưa được giải thoát hay giác ngộ. Sau khi tái sinh, phần lớn một người sẽ không được phép nhớ gì về kiếp trước đó. Dưới đây là một câu chuyện cảm động giúp bạn hiểu thêm về duyên phận trong cõi người qua những kiếp luân hồi. Tôi gặp được chị Trương trong công ty. Chị làm đầu bếp nấu ăn cho các nhân viên. Chị Trương là người lương thiện, nhiệt tình, khéo ăn nói. Chị hay đổi món để chúng tôi được thêm khẩu vị. Mọi người đều ăn no và rất ngon miệng. Có một lần, trong một buổi cơm trưa, mọi người xoay quanh vấn đề chính quyền Trung Quốc đàn áp môn tập Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng phấn khởi tham gia ý kiến. Chị Trương ở gần đó nghe thấy cũng lên tiếng. Ba mẹ tôi đều là những người tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của họ trước đây không tốt, nhưng nhờ luyện môn này mà nay khỏe mạnh không phải thuốc men nữa. Tôi tuy không học, nhưng tôi biết nó rất tốt. Tôi hiện đã chuyển sang bộ phận khác công tác, nhưng khi có dịp vẫn quay lại phòng ban cũ, vẫn thấy chị Trương nhiệt tình, trong lòng luôn cảm thấy gần gũi và có duyên với người này, căn nguyên do quen thuộc những bữa cơm canh do chị nấu. Trong một lần thiền định, tâm trí bỗng sáng suốt, đưa trí nhớ tôi gợi về tận vùng Nhạn Môn Quan, tỉnh Sơn Tây thời Bắc Tống. Lúc bấy giờ, tôi là một tướng lĩnh nhà họ Dương trong Dương gia tướng, võ công vô cùng lợi hại, thường xuyên giao chiến với quân Liêu. Trong một lần thắng trận đã bắt sống một đại tướng Liêu quốc. Lúc đó tôi nghe nói y là người rất tiếng tâm nên có ý muốn thu phục. Người này rất quật cường, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Càng là như vậy, tôi càng cảm thấy y có khí phách. Một ngày nọ, không hiểu sao, tôi lại thấy có hứng, đích thân xuống bếp làm mấy món ăn để đãi tên tướng thua trận. Y ngần ngại trong thức ăn có độc nên không ăn. Tôi liền tự mình ăn trước. Y thấy vậy vững tâm cũng mở miệng cho tôi đút một chút thức ăn vì hai tay vẫn đang bị trói. Sau khi ăn xong một miếng, y nói, món ăn mà ông làm không phải là ngon cho lắm. Đời này chúng ta ai vì chủ nấy, ông cũng đừng làm khó tôi nữa. Sau này tôi sẽ nấu những món ngon để cảm tạ cái ân tri ngộ của ông đối với tôi trong đời này. Nói xong, y cắn lưỡi tự vẫn. Qua luân hồi, trong kiếp này viên tướng Liêu quốc kia đã chuyển sinh thành một phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này con cái đều đã hơn 20 tuổi, nhưng diện mạo chị ấy cũng chỉ ngoài 40, rất trẻ trung. Thức ăn chị nấu quả là rất ngon, chị lo lắng rằng các nhân viên trong công ty chúng tôi không ăn uống được đảm bảo nên mỗi bữa đều làm rất đầy đủ. Hơn nữa, khi chúng tôi có bạn bè đến thăm, chị ấy đều nhiệt tình chiêu đãi như đối đãi với người thân của mình. Bởi vì thời gian có hạn nên tôi chỉ có thể kể ra được chút duyên phận đã kết nối với chị trong quá khứ, mượn lời thơ sau để bày tỏ nỗi lòng. Xưa kia đối thủ gươm đao, gặp nhau phút chốc xa nhau nghìn trùng, hữu duyên nên lại tương phùng, cơm canh đạm bạc đãi người thiện tâm. Bạn có tin vào luân hồi hay duyên phận không? Nếu có, hãy trân quý nó. Bạn bè, người thân và cả những ai tình cờ trên đường gặp mặt có thể từng là cố nhân nhưng đầy duyên nợ của bạn đấy. Câu chuyện thứ hai, người tính không bằng trời tính. Trước đây có một vị đạo sĩ tinh thông phong thủy thuật số, ông vần dù khắp nơi. Một ngày nọ trời rất nóng nực, ông đói khát không làm sao chịu được.
đi một quãng đường rất xa, khó khăn lắm mới gặp được một hộ gia đình. Ông vội vàng đi vào, nhìn thấy một phụ nữ quê đang cho heo ăn. Ông đi đến chắp tay nói, bà có thể cho tôi một ít nước uống được chăng? Người phụ nữ thấy ông phong trần mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa cười nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Bà liền xoay tay lại, dùng gầu múc nước đầy, rồi thuận tay bỏ vài hạt cám nuôi heo trong nước uống đó. Nhìn qua, thấy bà bỏ cám, trong lòng đạo sĩ không vui, nghĩ rằng mình chẳng qua chỉ xin một chén nước uống thôi, sao lại xem mình là heo chứ? Người đàn bà này thật đáng ghét, nhưng thật sự là khát quá rồi, không thể chấp nhận được, nên ông tiếp lấy cái gầu. Chỉ hận là không thể một ngụm uống hết cho được, vì những hạt cám đó cứ bồng bềnh như muốn chui vào miệng. Vậy nên ông đành phải vừa thổi vừa uống. Sau khi uống xong, trong lòng đạo sĩ nghĩ, ta phải giáo huấn người đàn bà này mới được. Thế là liền nói với người phụ nữ rằng, tôi biết xem phong thủy, bà có muốn tôi xem giúp không? Người đàn bà nghe xong, mặt mày rạng rỡ nói rằng, thật không dám giấu ông, chúng tôi đang chuẩn bị xây nhà, vậy thì phiền ông xem phong thủy giúp tôi vậy. Đạo sĩ quan sát xung quanh một lượt, ông phát hiện di chỉ một ngôi chùa đổ nát. Thế là liền chỉ vào ngay nơi này, nói với người phụ nữ rằng, đây là một mảnh đất quý, ngôi nhà được xây nơi này đảm bảo ngày tháng về sau của gia đình sẽ ngày càng hưng thịnh. Người phụ nữ nghe xong, mặt mày rạng rỡ, hết lòng cảm tạ đạo sĩ. Nhưng bà đâu biết được đây là mảnh đất đại hung, bởi vì ngôi miếu này là nơi cô hồn dạ quỷ cư trú. Người đạo sĩ chọn ra mảnh đất này chính là để giáo huấn bà mà thôi. 10 năm sau, trong một lần tình cờ, người đạo sĩ lại đến nơi này. Điều khiến ông kinh ngạc nhất chính là vận may trong nhà người phụ nữ không những không suy bại, trái lại còn sống rất hạnh phúc vui vẻ, một ngày khấm khá hơn. Ông rất lấy làm lạ. Người phụ nữ mời ông đến nhà thịnh tình tiếp đãi. Trong bữa tiệc, bà không ngừng nói lời cảm tạ người đạo sĩ, còn cho biết nhà bà không những sống rất tốt mà còn sinh được thêm 2 đứa con trai. Vừa nói, bà vừa gọi 2 đứa con trai đến, một đứa tên là Đại Phán Quan, đứa còn lại là Tiểu Phán Quan. Sau khi nghe thấy tên của 2 người con trai, vị đạo sĩ đã thông suốt tại sao người trong nhà này lại được sống những ngày tháng tốt lành đến vậy. Bởi vì Phán Quan chính là khắc tinh của ma quỷ trên mảnh đất đại hung này, từ đó biến nó trở thành mảnh đất đại phúc. Cuối cùng, ông không nhịn nổi nên đã hỏi vấn đề thắt chặt trong lòng hơn 10 năm nay. Ông hỏi người phụ nữ, ban đầu tại sao lại muốn bỏ cám vào trong nước uống của tôi? Người phụ nữ cười, bởi vì lúc ấy nhìn thấy ông mồ hôi nhễ nhại, lo rằng ông uống quá nhanh sẽ tổn thương đến tim phổi. Vì vậy tôi đã bỏ vài hạt cám vào trong, như vậy ông sẽ không còn uống vội vã nữa. Người đạo sĩ hổ thẹn nói, một niệm thiện tâm quỷ thần còn khó đụng vào được, huống là con người. Câu chuyện duyên nợ trong tình yêu. Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi một vị sư thầy, tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi. Chỉ có một anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau có một chàng trai đến và đem xác cô gái ấy đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói, kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy mà thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Đó chính là chữ nợ. Anh chỉ có duyên với người con gái ấy mà thôi. Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn của dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong 2 người bỗng có tình cảm với người khác dẫn đến chuyện chia tay.
Những người dung tục sẽ nói rằng người kia là trăng hoa đểu cán, nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Sự thật, khi chúng ta đột ngột phải lòng hay nặng duyên tình trong đời này với một ai đó, có thể không phải đơn giản xuất phát từ những lý do từ kiếp này. Câu chuyện phép thử lòng thủy chung trinh tiết của sách Ngạch Đồ. Người xưa rất xem trọng lòng trung trinh của phụ nữ, kỳ thực cũng có yêu cầu trinh tiết đối với nam giới. Mùa xuân năm 1694 sau Công Nguyên, vị đại thần nổi tiếng thời hoàng đế Khang Hy Triều Thanh là Sách Ngạch Đồ, năm ấy 56 tuổi mới có quý tử, vui mừng khôn xiết. Người quản gia tìm được một vú nuôi để chăm đứa bé. Vú nuôi chăm sóc đứa bé là một cô gái mới 17 tuổi, rất hợp ý với đứa bé. Nuôi đứa bé mập mạp hồng hào. Sách Ngạch Đồ thường cho người đến bế ẩm đứa bé và chơi đùa với đứa bé. Lại nói trong tam giới có hai vị thần, thần áo đen Phùng Chân và thần áo lam Bích Vân. Hai vị thần này nhân lúc nhàn rỗi không có việc mới nói về chuyện ở dương gian. Nhìn vào phủ nhà họ Sách, họ thấy Sách Ngạch Đồ và cô vú nuôi trong lịch sử đã nhiều lần kết duyên phận, không khỏi cảm thán nhân quả luân hồi. Hai vị thần này nhìn lại một lần nữa thì thấy cô gái trẻ làm vú nuôi cho con của Sách Ngạch Đồ kỳ thực là vì một đoạn duyên phận với đứa bé này. 380 năm trước, vào triều Nguyên, có một bà lão cô độc họ Lưu. Nhìn thấy cạnh miếu, có một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thương đứa bé quá, bà ẵm nó về nhà, không quản sinh hoạt khó khăn của bản thân. Bà lão dưỡng dục đứa bé, lại đặt tên cho đứa bé là Lưu Trường. Người trong thôn thấy cuộc sống của hai người khó khăn, lúc nào cũng tới tiếp tế cho họ. Bà lão dùng cơm trăm nhà để nuôi lớn đứa bé. Chẳng ngờ đứa trẻ lên 10 tuổi thì mắc bệnh sốt rét qua đời. Bà lão khóc tưởng như chết đi sống lại. Vào triều Thanh, Lưu Trường chuyển sinh thành cô gái trẻ, còn bà lão chuyển sinh thành cậu bé trong phủ họ Sách. Nói về duyên phận, vị thần áo đen nói, con người chuyển sinh, nếu như hai người duyên phận tốt và đều chuyển sinh thành nam nhân, thì họ sẽ là anh em nghĩa khí. Còn nếu chuyển sinh thành nữ thì họ sẽ là chị em tốt của nhau. Tuy nhiên, phân biệt chuyển sinh thành nam nữ thì khó tránh khỏi động tâm lẫn nhau. Cho dù đã có gia đình thì cũng khó tránh phạm phải sai lầm. Vị thần áo lam nói, vì tất đã như vậy, bởi vì trong mê duyên phận đài mà thâm, tự biết trân trọng, trong tâm sẽ có cảm giác thánh khiết, chưa đến nỗi động phải sai lầm. Hai vị thần bên nào cũng cho mình là phải, tranh luận mãi không thôi, cuối cùng đánh cược một phen, lấy thời gian nhân thế là nửa tháng làm hạn. Hai vị thần đã đánh cược với nhau, khó tránh có một vài mưu tính đằng sau. Vị thần áo đen làm nặng tâm sắc của Sách Ngạch Đồ, còn vị thần áo lam gia cường chính niệm cho cô gái trẻ. Vào một buổi chiều ngày nọ, Sách Ngạch Đồ đột nhiên phát hoảng, tay chân luống cuống không biết tại sao, bỗng nghĩ đến đứa con trai co chân chạy miết, khiến đám nô tài đứng ngẩn ra. Nhìn thấy con rồi, tâm tư còn chưa định lại, vô ý liếc qua cô gái trẻ, thấy tim đập thình thịch, cảm giác cô gái rất là nữ tính. Đúng lúc đứa trẻ lại đòi bú sữa, nắm ngay lấy cô gái. Cô gái tay chân luống cuống, vội bồng đứa bé vào phòng trong, buông rèm lại. Sách Ngạch Đồ lui ra, giống như hồn siêu phách lạc, lại cảm giác hình bóng cô gái vô cùng quen thuộc, giống như người quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Trong tâm cứ vương vấn mãi sự việc ấy. Đến tối, Sách Ngạch Đồ lại tới nhìn đứa bé, ánh mắt vừa vô ý, vừa cố ý hướng vào cô gái trẻ. Cô gái phát hiện cha đứa bé bỗng nhiên khác trước đây, tay chân cũng gượng gạo, vội chỉnh lại nhan sắc, cảm giác căng thẳng dị thường. Sách Ngạch Đồ cảm thấy thương hại, nói cô gái không cần phải như vậy, nhưng cô gái vẫn không dám phóng túng. Ban đêm cô gái nằm mộng, mơ thấy Sách Ngạch Đồ tới, nói sẽ ban vinh hoa phú quý cho cô, nói lời biểu cảm, cử động tùy tiện.
cô gái tràn tỉnh, cảm thấy rất buồn nôn, tựa như muốn ói mà không ói được, nên đi hớp chút nước rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong tâm nghĩ, có thể là do tâm lý mình quá căng thẳng đây. Sau một lúc mơ hồ tiến vào giấc mơ, tình cảnh lại tái hiện. Sách ngạch đồ lại động tay động chân, cô gái trẻ liên tục cự tuyệt. Sách ngạch đồ nhảy bổ đến, trong chớp mắt biến thành hình tượng con sói, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi đỏ lòm. Cô gái hét lên một tiếng thất thanh rồi tràn tỉnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại không còn dám ngủ lại nữa. Suy ngẫm mãi về giấc mộng này, nghĩ nếu sách ngạch đồ quả thực như vậy thì bản thân làm sao ở lại đây? Lại nghĩ tới chồng, con, cha mẹ, nhất là nghĩ tới mẹ mình dạy con cực nghiêm, con gái phải giữ mình trong sạch. Câu nói như vang vọng bên tai, vừa không muốn làm vú nuôi nữa, vừa không nỡ xa đứa bé. Nghĩ tới nghĩ lui, trằn trọc miên man, mãi tới nửa đêm mới dần chìm vào giấc ngủ. Còn sách ngạch đồ, đêm hôm ấy cũng mộng thấy cô gái trẻ. Cô gái trong mộng làm sách ngạch đồ tỉnh dậy khó mà quên được. Sách ngạch đồ thận trọng cảnh giác chính mình, vì sao lại có giấc mộng này? Hơn nữa bản thân đã 56 tuổi rồi, còn cô gái trẻ chỉ mới 17 tuổi. Trong tâm nghĩ sự việc như vậy không thể trở thành thật được. Ngộ nhỡ truyền ra ngoài, bằng hữu môn đệ quan lại sẽ nhìn mình như thế nào đây? Sách ngạch đồ liền đoan chính hành vi bản thân, không nhìn tới con trai nữa mà tập trung ý chí ức chế cách nghĩ này của mình. Lại tới Phật đường cầu Phật, thỉnh Phật giúp đỡ bản thân xa rời vọng niệm. Sau hơn 10 ngày tu thân dưỡng tính, sách ngạch đồ cuối cùng cũng đã ngăn được suy nghĩ động trời không biết đến từ đâu đây. Đầu não thanh tĩnh lại không còn u mê hỗn loạn nữa. Còn cô gái trong hơn 10 ngày ấy cũng không ngừng củng cố chính niệm của mình. Cảm giác bản thân giống như đã biến thành một liệt nữ trinh tiết. Khi hai người gặp lại nhau, đôi bên đều rất hờ hững thản nhiên, lại trở thành giống như ngày xưa. Hai người trải qua đợt khảo nghiệm này, duy trì duyên phận thuần tịnh như vậy tại nơi ấy. Còn hai vị thần thánh đánh cược với nhau trên thượng giới kia, khi gặp lại nhau, vị thần áo lam cười lớn, nói: "Tôi nói đúng rồi nhé." Vị thần áo đen cam tâm chịu thua, nói: "Một cá nhân tâm chính, ước thúc bản thân, bất cứ ngoại lực, ngay cả thần lực cũng không thể khiến anh ta lay chuyển. Thiên lý chính là việc của người, cần phải do bản thân tự tuyển chọn." Câu chuyện một lời ước hẹn mấy đời làm tăng khó thoát tình duyên. Tôi và vợ tôi không phải người cùng một tỉnh. Khi tôi chán nản buồn bã đã quen được cô ấy. Sau này trải qua bao nhiêu trở ngại, chúng tôi mới kết thành vợ chồng. Thời gian đó chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn. Trong tâm tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi. Nếu một ngày không nhìn thấy tôi thì tâm thần bất an, đứng ngồi không yên. Tôi khai mở một số ký ức ở những đời trước. Vợ tôi cũng vì thế mà thường nói với tôi: "Kiếp trước em và anh rốt cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào? Anh không thể xem một chút sao?" Tôi nói với cô ấy rằng điều này không thể cưỡng cầu được. Vào một buổi tối, tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi, trở về hơn 1.000 năm trước, nhìn thấy được những ân oán giữa tôi và vợ. Trong kiếp đó, sau nhiều năm tôi xuống núi Vân Du, khi trở về chùa Vĩnh Hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi. Bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương Phật Pháp. Khi đó tôi chưa đến 30 tuổi, những người họ thường hay trêu đùa tôi là tiểu phương trượng. Cùng với ảnh hưởng được mở rộng, hương hỏa trong chùa ngày càng thịnh vượng. Khách hành hương, các tín chúng, những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt. Một hôm, một nhà giàu họ Lý có việc đi qua chùa, ông dẫn theo người nhà, tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật. Khi uống trà nói chuyện thì biết được cả nhà ông đều kính phụng Phật Pháp hay làm việc thiện. Vì nghe nói tôi tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm, thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng. Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang.
Cô nhìn thấy những câu kệ tôi viết, liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò. Tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường. Khi từ biệt, tôi mới phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Thư không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua. Bỗng nhiên tôi thấy chấn động, tâm tư suy nghĩ bất định tự nhủ. Ta tu hành từ nhỏ đến nay, tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn, làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này. Từ hôm đó, nhiều ngày, khi đã tọa không thể nhập định được, những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến, dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này. Từ đó, tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút buông lơi nữa. Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư. Thì ra là thư của Lý Viên Ngoại. Tôi vừa mở ra xem, mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư, con gái Lý Viên Ngoại từ sau khi ở chùa về, không lâu sau thì ngã bệnh. Không còn cách nào chữa được, không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào. Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh. Nghĩ tôi là người trong Phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười hay sao? Nhưng không biết làm thế nào, vì sức khỏe con gái ông càng nguy kịch, chỉ còn cách mời tôi từ bi xuống núi thăm con gái ông một lần. Việc cứu người là khẩn cấp, do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc, rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến gặp được Lý Phủ. Lý Viên Ngoại trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón rồi dẫn vào trong nhà. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư, Viên Ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư. Con gái, con xem ai đến này. Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ửng hồng khe khẽ hỏi tôi. Cao Tăng, ngài đã biết rồi sao? Lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt. Tôi vội vàng thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng giải về Phật Pháp. Muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ, nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe. Lúc sau hỏi tôi, Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư? Tôi liền lập chưởng nói, đúng vậy, tuyệt đối không thể được. Nước mắt cô gái lăn dài trên má. Một hồi lâu sau, cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói, hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng. Tôi tặng cho ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng, mong Cao Tăng nhận cho. Tôi ấp úng nói, cái này. Dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cự tuyệt. Vậy Bần Tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ, Bần Tăng xin cáo từ. Xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục. Thấy cô ấy lặng im, tôi liền quay người bước ra khỏi phòng. Cao Tăng, xin hãy thong thả. Tiểu thư ở phía sau lưng tôi gọi. Tôi quay người lại, nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao? Ánh mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ. Nếu đời này ngài tu không thành thì sao? Tôi đáp lời cô ấy, nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng. Nếu đã như vậy, dải lụa này xin làm tín vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài. Nói xong, tiểu thư quay người đi vào trong. Trở về chùa được 2 năm, nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, Lý Tiểu Thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động đến cả một đời của tôi. Quả nhiên trong kiếp đó tôi tu không thành. Chớp mắt đã đến đời sau, tôi quả nhiên lại chuyển sinh thành hòa thượng. Sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, đã lại đến Trung Thu, ngày thứ 2 là ngày hương hội. Buổi tối khi tôi đã tọa nhập định, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng, rồi xuất hiện công năng nhìn được tương lai quá khứ. Tôi biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi xuất định, chỉ biết than thở rằng định số, đúng là định số. Ngày hôm sau,
người đến hành hương rất đông. Đến trưa, nghe thấy bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào, trong tâm tôi máy động. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện. Lễ Phật xong, ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón. Vị quan viên vừa nhìn thấy tôi, liền nhìn kỹ trên dưới, rồi không ngừng gật đầu. Quả đúng như thế, quả đúng như thế. Hai tay tôi hợp lại trước ngực. Xin hỏi đại nhân từ đâu đến, có việc gì ạ? À? Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc trả lời. Ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người. Tôi nói, tìm người ư? Trường An cách Vĩnh Hoa tự cả trăm dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được? Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ. Là như vậy, người đó giải thích, ta có một cô con gái, nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta. Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm, nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật, hơn nửa kiếp trước từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tín vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi. Ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tín bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao. Không ngờ, rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào. Các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa, tức giận nói, vớ vẩn, phương trưởng chúng tôi là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể giống như lời ông nói được. Tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho mở hòm gỗ của phương trưởng tiền nhiệm để lại. Lấy ra gói đồ để lâu đã bị bụi phủ kín, cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách, đặt gói đồ lên bàn, rồi nói với vị quan viên. Đây chính là tín vật mà con gái ngài nói, đó là di vật của tổ sư. Lúc này, các tăng nhân trong chùa lại ngày càng đông, có người chen vào trong phòng, đứng không được liền chen lên cửa sổ, chen nhau mà thở, hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây. Vị quan viên nói, vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem. Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi. Được rồi, tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra, quả nhiên nó là một bó vải lụa màu trắng. Mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên, dải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt. Các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu, phủ phục xuống quỳ lại. Lúc lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vị quan viên đó nói với tôi, nếu tất cả đều là sự thật, thì xin cao tăng thu xếp rồi cùng tôi lên đường vào phủ, chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự. Con gái tôi kết hợp với ngài đúng là trai tài gái sắc. Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại tăng y, ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, trong tay lần chuỗi Phật châu niệm một đoạn Phật hiệu, nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương. Là nợ nghiệp kiếp trước, làm ta hai đời không thể giải thoát được, đành đứt đoạn từ đây, đợi đến khi đắc lại chính pháp vậy. Nói xong, tự mình làm tọa hóa mà rời đi, tọa thiền cho đến khi viên tịch. Đây chính là quan hệ nhân duyên giữa tôi và vợ. Trải qua luân hồi nghìn năm trong đời này, chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, nơi trần thế mênh mông này nối tiếp tiền duyên. Mặc dù xa cách nghìn dặm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau. Hơn nữa lại là duyên lành quy y Phật Pháp, buông bỏ tình, tiếp tục tu hành trong một pháp môn không cần xuất gia mà vẫn có thể tu thành. Vậy mới biết mọi sự trên đời đều là hai chữ nhân duyên. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vợ chồng có chuyện bất hòa, nếu không phải do người chồng, ắt cũng có lỗi nơi người vợ. Nhưng đa phần thì chuyện đúng sai phải trái vẫn thường có ở cả đôi bên. Nếu không có sự tận tâm, nỗ lực xây dựng của cả hai người,
ắt sẽ dẫn đến cảnh đôi bên cùng ôm lòng oán hận lẫn nhau. Tuy nhiên, ngày nay cai trị thiên hạ vẫn là nam giới, chẳng phải nữ giới. Nên trong gia đình mà có chuyện bất hòa, tất nhiên phải quy lỗi về phía người đàn ông. Tục ngữ có câu: chớ sinh làm kiếp đàn bà, buồn vui sướng khổ chẳng qua tùy chồng. Người phụ nữ theo chồng xa cha cách mẹ, đem thân sống chết giao phó nơi chồng. Từ hành vi cử chỉ cho đến nói năng cười cợt, chỉ biết có chồng là người duy nhất chia sẻ. Lúc đói chẳng dám một mình ngồi ăn, lúc rét lạnh chẳng dám một mình khoác áo ấm. Có chân mà chẳng dám tự tiện ra khỏi nhà, có miệng nhiều khi chẳng dám kêu oan. Người ấy quên thân mình mà chăm sóc cho ta, bỏ cha mẹ mình mà phụng dưỡng cha mẹ ta. Nếu gặp phải người chồng làm ăn trôi dạt xứ người hoặc du học phương xa, phải đêm đêm phòng không chiếc bóng, ôm sầu cô độc, một hình một bóng tự cảm thương mình. Thật là một tình cảnh không dễ chịu đựng. Người chồng nếu đem tình ái trêu hoa ghẹo liễu, sẽ tạo nghiệp xấu ác vô cùng. Ở nơi hẹn hò khuất tất, một mình tìm hưởng thú vui, một khi trời cao trách phạt, ắt cả nhà phải chịu tai họa. Lúc ấy cho dù lòng dạ sắt đá, cũng không khỏi phải nhỏ lệ sầu đau. Hoặc đến lúc được hưởng vinh hoa phú quý, liền đua theo cảnh vợ hai vợ ba mà bạc bẽo với người đã cùng mình gắn bó thuở hàng vi. Những lúc khó khăn, lo toan trăm việc, thì chỉ một vợ một chồng. Đến khi vui hưởng sang giàu thì phụ bạc người xưa, thật không thể chấp nhận được. Xin rộng khuyên hết thảy người đời, thà cam chịu cảnh hàng vi đạm bạc, quyết không buông thả theo thói đa tình. Dù có gặp giai nhân tuyệt thế, trước tiên xin hãy nhớ đến tình nghĩa kết tóc xe tơ. Đừng để đời sau phải chịu quả báo sinh làm kiếp đàn bà, phòng không chiếc bóng, ôm hận nuốt lệ. Ổ Ức Xuyên. Ổ Ức Xuyên là người ở Tứ Minh, tên húy là Mạnh Chấn. Năm ông 29 tuổi, vợ là Hà Thị qua đời. Xuyên thề không cưới vợ khác, suốt đời cũng không bàn đến chuyện ái tình nam nữ nữa. Có người đàn bà đã tái giá, mang nhiều tiền của đến muốn gian díu cùng ông. Ông đổi sắc mặt giận dữ nói: tự cô đã phải xấu hổ làm người vợ không giữ tiết hạnh, sao lại còn đến đây muốn làm ô nhục tôi? Ban đêm có người phụ nữ tìm đến muốn làm việc dâm ô với ông. Ông nghiêm khắc quát đuổi ra, rồi cũng không nói lại việc ấy cho ai biết cả. Đêm đêm ông ngủ cùng hai đứa con, giữ mình nghiêm cẩn, không khác gì phụ nữ tiết hạnh. Quan phủ bấy giờ biết chuyện, ban thưởng lúa thóc và vải lụa cho ông, lại cấp một tấm biển lớn đặt ở cổng nhà ông, đề hai chữ: nghĩa phu, người chồng có nghĩa. Con trai ông là Ổ Nguyên Hội, về sau làm quan đến chức thái thú Tân An. Lời bàn. Sách Lễ Ký Thiên Hôn Nghĩa nói rằng, khi cử hành hôn lễ, chàng rể phải đích thân đến nhà gái đón trước cô dâu, lễ bái cha mẹ bên vợ, dâng lên một con nhạn lớn để làm tín vật, mang ý nghĩa xin thề chung sống cùng nhau, suốt đời giữ nghĩa vợ chồng, không thay lòng đổi dạ. Cho nên, đâu phải chỉ riêng phụ nữ mới có đạo lý thủ tiết thờ chồng, mà đàn ông cũng phải như thế. Nhưng người đàn ông phải xem trọng việc nối dõi tông đường, nên một khi gặp cảnh gãy gánh giữa đường, việc nhà không người coi sóc, ắt không giữ trọn được đạo nhà. Vì thế, nên sau khi đã hết thời gian để tan, bất đắc dĩ mới mở ra con đường cho phép họ tái hôn. Đó không phải là do người đời xem trọng nam nhân
mà dễ dãi riêng cho họ. Than ôi, người đàn ông nếu rơi vào cảnh không con nối dõi, hoặc việc nhà rối rắm không thể tự lo toan, thì quả thật là đường cùng không thể làm khác. Bằng không thì nên biết rằng tình nghĩa vợ chồng vốn là khởi nguyên của đạo làm người. Sao có thể để cho khí tiết chính nghĩa trong trời đất này chỉ riêng có phụ nữ chủ trương làm theo, còn các đấng mày râu đều lặng hơi trốn tránh? Tiên sinh họ Ổ thật có phẩm hạnh cao vời thay. Tôi xin cúi đầu bái phục. Quan ngự sử họ Giả. Triều Minh có một vị quan ngự sử họ Giả. Lúc nhỏ gia đình đã cho đính hôn với một cô gái con nhà Thanh Cao họ Ngụy. Nhiều năm sau, cô gái bị mù, gia đình họ Ngụy định mang lễ vật đến trả lại, ý muốn hủy cuộc hôn nhân vì không muốn làm khó cho họ Giả. Ngự sử họ Giả biết chuyện, liền gấp rút mang lễ đến xin cưới ngay. Sau khi cưới về, phu nhân ngự sử ngày nào cũng thỉnh cầu ông cưới thêm thê thiếp, nhưng ông nhất định không chịu. Bấy giờ, Giả ngự sử có một người anh làm ở bộ hộ, vừa cưới một người thiếp tại kinh thành. Giả phu nhân nghe thế lại càng hối thúc Giả ngự sử cưới thêm vợ khác, nhưng ông nhất định không nghe. Ngự sử sinh được một con trai tên Giả Hành, 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, sau thăng đến chức chủ sự hình bộ. Lời bàn. Xưa nay, những người cưới vợ mù thì đời Đường chỉ có Tôn Thái, đời Tống có mấy người là Chu Thế Nam, Lưu Đình Thúc, Chu Cung Thúc, Trương Hán Anh. Xem rõ trong Đường Sử và Tống Sử. Ngoài ra không nhiều. Cách hành xử của Giả ngự sử dù là người xưa cũng khó theo kịp, còn Giả phu nhân cũng hiền thục xứng đáng với chồng, thật đáng khâm phục. Sử Đường. Sử Đường vào thuở Hàn Vi đã có vợ, đến khi đỗ tiến sĩ tự giận mình không cưới được con nhà giàu có, dần dần ngày càng xa cách khó chịu với vợ, cho đến không ngủ cùng phòng nữa. Người vợ uất ức sinh bệnh, nằm liệt giường nhiều năm, Sử Đường cũng không một lần ngó đến. Đến lúc sắp chết, Sử Đường đang ở bên kia vách tường. Bà lớn tiếng nói vọng sang: "Tôi sắp chết rồi, ông nỡ lòng chẳng nhìn tôi một lần cuối hay sao?" Sử Đường vẫn thản nhiên không quan tâm đến. Người vợ chết, Sử Đường trong lòng bất an, liền tin theo tà thuyết, dùng bát sành úp lên che mặt xác chết, lại dùng gông cùm đeo buộc vào. Đêm đó, người vợ hiện về báo mộng cho cha của Sử Đường, nói rằng: "Con vô phước gửi thân nhầm kẻ chẳng có tính người, lúc sống đã bị ngược đãi, chết đi lại bị tà thuật trấn áp. Tuy nhiên, ông ta cũng vì đối đãi như thế với con mà thọ mạng với phước lộc đều bị tước sạch hết rồi." Qua năm sau, quả nhiên Sử Đường đột ngột qua đời. Lời bàn. Trong khoảng niên hiệu Thiên Thuận, quan đô chỉ huy sứ là Mã Lương được hoàng đế hết sức tin yêu. Vợ ông ta qua đời, hoàng đế vẫn thường có lời an ủi. Trải qua mấy hôm, bỗng nhiều ngày liền không thấy Mã Lương ra khỏi nhà, vua lấy làm lạ liền gặn hỏi. Người hầu thưa rằng Lương vừa cưới vợ khác. Vua nổi giận nói: "Tên này đối với đạo vợ chồng mà còn bạc bẽo như vậy, làm sao có thể thờ vua?" Liền sai người dùng trượng phạt đánh, rồi từ đó xa lánh không tin dùng nữa. Như câu chuyện của vợ chồng Sử Đường, biết đâu lại chẳng phải quan gia từ đời trước tìm nhau. Đại sư Liên Trì có nói: "Muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi." Nhân đây chợt hiểu ra ý nghĩa lời dạy của ngài. Bùi Chương. Bùi Chương quê ở Hà Đông. Khi cha ông trấn nhậm Kinh Châu, có vị thần tăng hiệu Đàm Chiếu nói rằng
Bùi Chương sau này chức vị cao hơn cả cha. Năm 20 tuổi, Bùi Chương cưới vợ họ Lý. Đến khi nhận chức ở Thái Nguyên, liền bỏ vợ ở lại Lạc Dương một mình. Triên đưa người phụ nữ khác đi cùng. Lý Thị tự thấy mình phận bạc, từ đó ăn chay trường, mặc áo vải thô, ngày ngày tụng đọc kinh Phật. Trải qua 10 năm, Bùi Chương bỗng tình cờ gặp lại thầy Đàm Chiếu. Thầy kinh ngạc nói, ta trước đây từng nói, sau này ông sẽ được phú quý vinh hiển, nay lại thấy phước lộc chẳng còn gì cả. Nguyên nhân là do đâu? Bùi Chương không thể giấu được, kể lại sự việc bỏ vợ. Thầy nói, việc ông bạc bẽo với phu nhân đã cảm đến trời cao, e rằng ông sắp gặp đại nạn. Khoảng 10 ngày sau, Bùi Chương quả nhiên bị một tên thuộc hạ giết chết lúc đang ở trong bồn tắm. Lời bàn, như Lý Thị có thể nói là đã biết làm theo câu, muốn phá trừ oan gia, mỗi người nên tự tìm đường mà đi. Công tử họ Trần. Công tử họ Trần là người ở Gia Định, cưới vợ là con gái Từ Tiên Sinh. Trần công tử đem lòng yêu chuộng một tỳ nữ tên Nguyệt Lan, khiến cho vợ chồng bất hòa. Một hôm, có bà thầy bói đến nhà. Biết chuyện, liền đòi giá thật cao, rồi đưa cho cô vợ họ Từ một hình nhân nhỏ bằng gỗ. Trên thân có ghim 7 cây kim. Dặn cô bí mật bỏ vào trong gối ngủ của người chồng, rồi khâu lại. Đoan chắc rằng, chỉ qua 3 đêm, Trần công tử sẽ không còn yêu chuộng tỳ nữ kia nữa. Cô vợ họ Từ làm theo. Đến nửa đêm, người chồng bỗng nhiên kêu thét điên cuồng, rồi mửa ra máu. Người vợ sợ quá, hết sức hối hận, liền lấy hình nhân gỗ ra, băm nát vất đi. Không bao lâu, người vợ cũng bỗng dưng kêu thét điên cuồng, miệng nói lảm nhảm những lời vô nghĩa. Được 10 ngày thì chết. Gia đình từ đó tan nát. Lời bàn, người chồng như vậy tất nhiên là không tốt, nhưng người vợ cũng là tự chuốc lấy tai họa. Nghiệp báo của Trần công tử với người tỳ nữ kia cũng khó lòng trốn tránh. Vợ người bà La Môn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người bà La Môn cưới vợ không sinh con. Ông có người thiếp sinh được một đứa con trai nên hết sức thương yêu. Người vợ thấy vậy ganh ghét, liền giả vờ như yêu thương đứa bé. Rồi đến lúc gần, lén dùng một cây kim nhỏ kín đáo đâm sâu vào thóp mềm trên đỉnh đầu đứa bé. Cây kim được đâm sâu lúc vào trong sọ, cả nhà không ai hay biết. Đứa bé đau khóc mãi rồi chết. Người thiếp mất con đau đớn khôn nguôi, lâu dần về sau mới biết ra sự việc. Bà liền tìm đến một vị tăng thưa hỏi. Trong lòng con có ý nguyện, muốn thành tựu thì nên tu công đức gì? Vị tăng đáp. Nếu thọ trì giới bát quan trai thì chỗ mong cầu đều được như ý. Người thiếp ấy liền thọ giới bát quan trai, 7 ngày sau qua đời, lập tức sinh làm con gái vợ người bà La Môn. Đứa bé dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng chỉ sống được 1 năm thì mất. Vợ người bà La Môn đau đớn vô cùng, khóc lóc còn thê thảm hơn cả trước đây người thiếp kia khóc con. Rồi bà lại sinh được một đứa con gái khác, còn xinh đẹp hơn cả đứa con đã chết. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu thì chết. Cứ như vậy, lặp lại đến 7 lần. Đến đứa con gái cuối cùng, thì sống được đến 14 tuổi, vừa sắp gả chồng thì chết. Vợ người bà La Môn đau đớn than khóc bi ai, bỏ ăn bỏ uống, hoàng xác con lại mà không nỡ đậy nắp áo quan. Mỗi ngày, bà đều nhìn ngắm thi thể đứa con, cảm thấy như vẫn tươi nhuận xinh đẹp, cho đến hơn 20 ngày như vậy. Khi ấy, có vị A-la-hán hóa làm một sa môn,
đến cửa nhà người Bà La Môn xin vào gặp, dùng lời thẳng thắn chỉ dạy. Vợ người Bà La Môn khi ấy mới bừng ngộ ra, quay nhìn lại thi thể đứa con thì thấy quá mức hôi thối, không thể đến gần. Bà liền thỉnh cầu vị Sa Môn truyền giới. Hôm sau, bà vừa định đến chùa, bỗng thấy có một con rắn độc chặn ngang giữa đường đi. Vị Sa Môn biết con rắn đó chính là người thiếp ngày xưa tái sinh, liền thay nó sám hối, hóa giải mối oán thù giữa hai bên. Con rắn nhờ đó liền qua đời, được tái sinh làm người. Lời bàn: làm chồng bạc bẽo, trước đây đã có nói rõ, làm vợ ghen tức hung bạo, sự ác độc ấy liệu có thể chấp nhận được chăng? Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, tính tình phụ nữ thường nhiều sự ghen tức. Do sự ghen tức mà sau khi chết, có nhiều người phải sinh làm ngạ quỷ. Vì thế nên ở đây, lược nêu một chuyện trong kinh điển để cảnh tỉnh răn ngừa. Phương pháp ứng xử trong gia đình. Đã sinh ra là một đấng mày râu, đường đường bậc trượng phu nam tử, trong gia đình tất cả mọi người đều tôn trọng kính ngưỡng noi theo. Nếu bản thân mình phạm sai lầm, làm việc bất chính, ắt mọi việc trong nhà cũng theo đó mà sai lệch, đi vào đường xấu ác. Xưa nay lòng trời vẫn ghét kẻ dâm tà, khác nào như ta nhổ bỏ nước bọt. Những trường hợp chịu quả báo xấu của sự tà dâm thật nhiều đến không thể tính đếm. Nói ra chỉ khiến trong lòng càng thêm thương cảm tội nghiệp, nghe đến việc này lại càng thê thảm đớn đau. Vì thế nên tôi không ngại khó nhọc, chỉ một lòng thương xót muôn người, đem hết những chỗ thấy biết hẹp hòi của mình trình bày ra dưới đây. Nếu ai có thể theo đúng như vậy mà ứng xử, sửa trị trong gia đình, nhất định sẽ để lại danh thơm tiếng tốt đến muôn đời. Phần thứ nhất: ngăn dứt mọi điều kiện dẫn đến tà dâm. 1. Không cho phép kỹ nữ vào nhà. 2. Không cho những kẻ diễn trò ca kịch, hát sướng vào nhà. 3. Không cho những kẻ cờ bạc, ăn chơi đàn điếm vào nhà. 4. Không cho những người hành nghề đồng cốt, bói toán vào nhà. 5. Không cho những người bán thuốc kích dục vào nhà. 6. Không cho những người bán dụng cụ kích dâm vào nhà. 6 điều nêu trên, trước là ngăn chặn những đối tượng có thể tà dâm, sau là dứt hẳn những duyên xấu có thể hỗ trợ cho việc tà dâm. Phần thứ hai: tránh những điều có thể làm nảy sinh sự hiềm nghi. 1. Anh em ruột thịt, người này không được vào phòng ngủ của người kia. 2. Chị dâu, em chồng khi gặp nhau, cười nói không được để lộ răng. 3. Con trai con gái, từ sau 5 tuổi, không được ngủ cùng giường, sau 10 tuổi, không được cùng ngồi ăn. 4. Người trong nhà không được đổi mặc đồ lót của nhau. 5. Chị em gái, sau khi đã có chồng, người này không được đến phòng ngủ của người kia. 6. Chị em gái, chị dâu, em chồng, sống chung một nhà, không được gặp gỡ riêng tư khi không có người khác. 7. Chị em gái đang mặc áo tang, không gặp gỡ riêng với nhau. 8. Con trai khi bồng bế em gái nhỏ tuổi hoặc cháu gái, phải mặc y phục kín đáo, không được để thân trần, không hôn hít lộ liễu. 9. Con dâu trong nhà, vô cớ không được gặp gỡ anh rể, em rể. 10. Chàng rể không được tự mình đến gặp riêng chị vợ, em vợ. 11. Chàng rể đến nhà vợ, không được tự mình đi vào nhà trong. 12. Anh hoặc em trai của người vợ lẽ, không được vô cớ gặp gỡ người vợ chính. 13. Con dâu được nhận nuôi từ nhỏ, tuy lúc còn nhỏ tuổi, cũng không được phép ngồi ăn cơm chung với cha chồng. 14. Nếu không phải họ hàng thân thích, thê thiếp trong nhà không được ra trò chuyện với khách đến chơi. 15.
Nếu không phải những ngày lễ tiết quan trọng, thê thiếp trong nhà không được ra tiếp xúc trò chuyện với khách đến nhà. 15 điều nêu trên, trước là ngăn ngừa trường hợp giữa những người trong cùng họ, tiếp đến là trường hợp với những người khác họ, cuối cùng là những điều cần chú ý đối với cả người cùng họ và khác họ. Phần thứ ba, răn dạy người trong nhà. 1. Phụ nữ trong nhà không nên quát la to tiếng. 2. Phụ nữ không nên trang điểm xinh đẹp, không xông ướp nước hoa, dầu thơm. 3. Phụ nữ không ra ngoài xem rước đèn, diễn kịch. 4. Phụ nữ không được từ trong nhà nhìn lén ra ngoài qua khe cửa. 5. Phụ nữ nếu phải uống rượu, chỉ uống rất ít. 6. Phụ nữ không được nói năng thô tục, thiếu sự thanh nhã. 7. Vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau, đối xử theo lễ nghi nghiêm trang như với khách đến nhà. 8. Phụ nữ cười nói không được để lộ răng. 9. Dù tiết trời nóng nực cũng không được cởi áo ngoài. 10. Vào mùa hè nóng bức, đàn ông thân dưới vẫn phải mặc ít nhất 2 lớp y phục, phụ nữ phải đủ 3 lớp. 11. Y phục của phụ nữ không được mang phơi những nơi bên ngoài nhìn thấy, không được ướp hương thơm. 12. Thư từ văn bản giao dịch không nên để vợ viết thay chồng. 13. Vợ lẽ không được tiếp xúc gần gũi với trẻ hầu nam. 14. Đầy tớ trai không được cởi trần. 15. Tỳ nữ không được vào chợ mua sắm. 15 điều trên đây, trước là răn dạy vợ và tỳ thiếp, sau là răn dạy những người giúp việc nam nữ trong nhà. Phần thứ tư, dạy dỗ con em. 1. Trước mặt con cái, vợ chồng không đùa cợt với nhau. 2. Con trai được 10 tuổi trở lên không cho phép tiếp xúc với hầu gái. 3. Khi đưa con đến chơi nhà bạn bè, không cho phép tự ý vào nhà trong. 4. Khi đi trên đường, dạy con chỉ nhìn thẳng phía trước, không liếc ngó hai bên. 5. Con trai không cho phép uống nhiều rượu. 6. Không cho phép đi xem rước đèn, xem diễn kịch, đi chơi xuân. 7. Không cho tập chơi các trò cờ bạc, cá độ ăn thua. 8. Không cho phép giao du, thân cận với những kẻ hung bạo, ngông nghênh. 9. Không cho theo học với những thầy giáo hủy bán tam bảo. 10. Sớm dạy cho con cái biết tu tập các phép quán như quán bất tịnh, quán từ bi, vân vân. 11. Thường dạy cho con biết những lẽ thiện ác báo ứng, tai họa hay phước báo đều do mình tự tạo. 12. Con gái còn nhỏ, không cho người giúp việc phái nam bồng bế. 13. Con gái từ sau khi được 6 tuổi, không cho đi ra khỏi nhà một mình. 14. Cấm con gái uống rượu. 15. Không cho con đọc các loại tiểu thuyết mô tả, khêu gợi tình cảm luyến ái. 16. Con gái không cho học các môn chơi đàn, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh. 17. Thường khuyên con biết tụng kinh, niệm Phật. 18. Dạy con gái ghi nhớ noi theo tam tòng, tứ đức. 18 điều nêu trên, những điều trước hết nêu việc cha mẹ phải sửa mình nghiêm chỉnh theo khuôn phép để làm căn bản. Tiếp theo là dạy dỗ con trai, cuối cùng là dạy dỗ con gái. Phần thứ 5, con cái trưởng thành, xây dựng gia đình. 1. Con trai chưa đến tuổi trưởng thành thì chưa tiến hành hôn sự. 2. Con rể đến ở nhà gái, con dâu được nhà chồng nhận nuôi từ nhỏ, khi chưa thành hôn thì chưa được gặp mặt nhau. 3. Khi tổ chức hôn lễ, đêm động phòng không được cười đùa to tiếng. 4. Con trai đã trưởng thành sau 20 tuổi
người cha phải tiết giảm tình dục. 5. Con trai đã thành hôn, người cha phải dứt hẳn chuyện tình dục. 5 điều vừa nêu trên, trước là nói về đạo làm chồng, sau nói đến đạo làm cha. Phần thứ 6. Nghi lễ tang ma, cúng dỗ. 1. Trong thời gian để tang cha mẹ 3 năm, không được cưới vợ, nạp thiếp. 2. Trong thời gian để tang cha mẹ 3 năm, vợ chồng không ngủ chung một phòng. 3. Trong thời gian để tang 1 năm, đối với các người thân khác, vợ chồng tuy có thể ngủ chung phòng, nhưng phải tiết chế chuyện ân ái. 4. Cha mẹ đã qua đời, ngày kỵ dỗ, vợ chồng không được ngủ chung một phòng. 5. Trong thời gian 3 ngày trước ngày dỗ cha hoặc mẹ, vợ chồng tuy có thể ngủ chung phòng, nhưng phải tiết chế chuyện ân ái. 5 điều nêu trên đây, trước là những sự tiết chế khi để tang, sau là những sự tiết chế khi kỵ dỗ. Phần thứ 7. Tổ chức yến tiệc. 1. Khi tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, không kèm theo âm nhạc ca hát. 2. Không say sưa ca hát, uống quá chén. 3. Không để tỳ thiếp hầu rượu, chuốc rượu cho khách. 4. Phụ nữ quá chồng, nếu không phải là người quá thân thiết trong gia tộc, thì không được mời đến nhà uống rượu, càng không được giữ lại nhà qua đêm. 5. Trong nhà có con gái, nếu có khách nam ở lại qua đêm, phải bố trí phòng ngủ cách xa. 6. Nếu khách có tỳ nữ đi theo, nên bố trí cho nghỉ cùng phòng với bà chủ của họ. 7. Nữ tỳ đã có chồng còn ít tuổi, nếu phải sai đi mời khách ở xa, nên để người chồng cùng đi. 7 điều nêu trên, trước là những điều nam giới cần chú ý, sau là những việc cần sắp xếp thỏa đáng cho phụ nữ. Phần thứ 8. Biết lo xa. 1. Người chủ trong một nhà phải thường thức khuya dậy sớm, coi sóc công việc, cửa nẻo phải luôn cẩn thận. 2. Không tham dự những lễ hội tà vậy như nghênh rước tượng thần. 3. Con trai con gái xét thấy tính tình nghiêm cẩn thật thà thì nên chậm việc hôn nhân. Nếu thấy tính tình năng động nhanh nhẹn thì nên sớm định việc cưới gả. 4. Con trai còn quá nhỏ, không nên định trước chuyện hôn sự, không quá tin vào người mai mối. 5. Nếu nhận nuôi con dâu từ nhỏ, không được dễ dãi xem giống như con gái. 6. Nếu vợ chết lúc đã có 2 con rồi, không cưới vợ khác. 7. Nếu vợ chết lúc có 1 con, chỉ nên nạp thiếp mà không cưới vợ kế, để tránh tình trạng vợ kế sẽ ngược đãi con của vợ trước. 8. Con gái còn ít tuổi mà quá chồng, nếu xét thấy là người có ý chí thì cho thủ tiết, nếu thấy là người yếu ớt không kiên định thì nên tính chuyện tái giá. 9. Nuôi bà vú nhờ giữ con, không nên chọn người có nhan sắc. 10. Không công khai ngợi khen sắc đẹp của tỳ thiếp. 11. Người hầu trong nhà, trai gái không cho phép ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng. 12. Không chọn những người hầu tuấn tú, đẹp trai. 13. Không cất giữ trong nhà những loại tiểu thuyết, hí kịch. 14. Không sưu tầm cất giữ tranh tượng mỹ nữ. 15. Không sưu tầm cất giữ các loại nhạc khí. 15 điều nêu trên, trước là lưu ý đề phòng bên ngoài, sau bàn đến chuyện hôn nhân cưới gả, tiếp nữa là việc chọn hầu thiếp, cuối cùng là nói về các món vật giải trí. Phần thứ 9. Những điều cấm kỵ phải đề phòng. 1. Cha con cùng chung sống, phải đề phòng xảy ra chuyện loạn luân. 2. Anh em sống chung với nhau, phải đề phòng xảy ra chuyện dâm loạn. 3. Thân thích sống chung với nhau, phải đề phòng xảy ra chuyện dâm loạn. 4.
con gái chưa có chồng mà giao tiếp với bên ngoài phải đề phòng chuyện xấu trong phòng the. Bốn điều nêu trên, trước là đề phòng sự băng hoại luân thường, sau là giữ gìn đức hạnh, danh tiếng. Phần thứ 10, sai khiến đối đãi với kẻ dưới. 1. Đối đãi khoan dung với nô bộc trong nhà, thường xem như con trai của mình. 2. Đối với tỳ nữ, thường xem như con gái của mình. 3. Bà chủ vắng nhà, tỳ nữ không được phép vào nằm trong phòng ngủ. 4. Những việc như cởi giày, mũ, thay y phục, đàn ông không được sai tỳ nữ giúp mình. 5. Đổ rửa bô tiểu của người nam, không được sai tỳ nữ. 6. Nô bộc trong nhà, khi đến tuổi nên sớm lo liệu hôn nhân. Sau khi vừa mới kết hôn, không được sai khiến những việc phải đi xa. 7. Tỳ nữ nếu được cha mẹ mang tiền đến chuộc, phải nhanh chóng hoàn trả giấy bán thân cho họ. 8. Nô bộc trong nhà sinh con gái, chuyện cưới gả nên cho phép họ đứng ra làm chủ. 9. Người hầu trai, hầu gái trong nhà gian díu với nhau, phải trục xuất ra khỏi nhà, nhưng không được dùng đòn roi đánh đập. 10. Khi trách mắng người hầu, nam cũng như nữ, không được nặng lời xúc phạm đến cả cha mẹ, vợ hoặc chồng của họ, cũng phải nghiêm cấm việc người hầu của mình mắng chửi, xúc phạm người khác. 10 điều trên đây, trước nói chung về việc giữ tâm nhân hậu, sau nêu rõ những sự khoan thứ trong khuôn phép của gia đình. Những điều nên áp dụng trong gia đình. Thế gian suy mạc, ít có nhà hiền lương tốt đẹp. Cõi thiên cung thì phước báo càng tăng. Tôi thường nghe rằng, một việc lành có thể hóa giải điềm dữ, huống chi có thể ban ơn cứu nhiều mạng sống. Ông bà cha mẹ trước có kiên trì giữ giới không giết hại, thì cháu con về sau mới có thể noi theo khuôn phép. Đừng xem nhẹ sinh mạng nhỏ nhoi của muôn loài vật, xin hãy thử lắng nghe kẻ quê mùa này. Người có đức hiếu sinh thì ngay trong gia đình mình nên có sự giáo hóa bằng đạo lý nhân từ, khiến cho tất cả mọi người, trên dưới già trẻ lớn bé, đều không bao giờ nghĩ đến việc giết hại vật mạng. Đó là điều đáng quý nhất. Vào những ngày kỵ dỗ, sinh nhật, nên thiết lập thành thông lệ, thường mua vật mạng phóng sinh. Gia đình tu tích phước đức nhiều đời, nếu muốn cảm hóa những người trong tộc họ, không gì hơn là ngay trong gia phả của tộc họ, cùng thảo luận đưa vào một bản công ước để tất cả mọi người cùng tuân theo. Trong đó quy định rõ, người trong tộc họ dù nghèo khổ phải tìm việc mưu sinh, cũng nhất quyết không được làm các nghề đồ tể, mua bán rượu thịt, làm đầu bếp, lưới cá, săn bắn, bẫy thú. Hết thảy các nghề liên quan đến giết hại vật mạng đều không được làm. Cũng không được làm nghề chế tạo các công cụ giết hại chim cá cầm thú như lưới, nơm, chĩa đâm, cung tên, súng, lòng nhốt thú. Nếu có người trong tộc họ vi phạm vào công ước này, thì vị trưởng tộc sẽ nhóm họp tất cả mọi người nơi từ đường của tộc họ và nghiêm trị kẻ vi phạm về tội bất hiếu. Đối với những người giúp việc trong gia đình, nếu có ai theo các nghề nghiệp giết hại vật mạng, phải khuyên bảo họ gấp rút sửa đổi, nếu không nghe, liền trục xuất ra khỏi nhà. Người dân thường sở dĩ dám dựng đăng, đặt lờ bắt cá giữa sông, vi phạm lệnh cấm, thường là dựa vào các nhà hào phú quyền thế. Nhà quyền thế tham mối lợi từ những lễ vật biếu xén, nên buông thả cho họ phạm pháp, tạo nghiệp giết hại. Người có đức hiếu sinh phải thận trọng giữ mình, chớ tham mối lợi ấy. Một số vùng ven biển có lệ, điền chủ khi thu tô thuế của tá điền, mỗi mẫu đất đều kèm theo một số gà vịt, nên khuyên các nhà có ruộng thay đổi lệ ấy, chuyển sang dùng các vật phẩm thay thế khác. Gà, chó, chim ưng, mèo, cá vàng, dế đá, cùng những con vật làm hại đến vật khác,
đều không nên nuôi dưỡng trong nhà. Lúa chưa xay thành gạo thì dù để qua năm cũng không thay đổi mùi vị. Sang mùa hạ, mùa thu, cần dùng lúc nào thì xay ra lúc ấy. Mùi vị không khác gạo mới, lại không có sâu mọt sinh ra. Vì thế, thay vì tích trữ gạo thì nên tích trữ lúa. Sâu mọt sinh ra trong gạo đa phần đều bị chết trong lúc mang ra làm sạch, vò gạo nấu thành cơm. Vì thế, nên tính toán trước số gạo sẽ dùng mỗi ngày, lấy ra trước đó vài ba hôm, trải mỏng hông trên mặt đồ chứa, để cho sâu mọt có cơ hội bò thoát đi hết, rồi mới dùng đến. Nếu vẫn còn sót lại con nào, nên dùng một món đồ chứa đã bỏ đi để cho chúng vào đó. Trong gạo còn có một loại trùng cực nhỏ, chỉ như lớp phấn bao quanh hạt gạo, số lượng nhiều vô cùng. Loại trùng này thường do gạo để gần chất gỗ ẩm ướt mà sinh ra. Vì thế, nắp gỗ đậy trên khạp gạo phải giữ thật khô ráo, dụng cụ để hông gạo trước khi nấu cũng vậy. Nắp gỗ đậy khạp gạo nên cất riêng một nơi, sang năm sau dùng lại, đừng dùng làm củi đốt. Như vậy, không chỉ tránh cho trùng sinh ra trong gỗ không bị đốt cháy, mà còn giúp giữ cho gạo có màu trắng sạch. Không nên chất củi ở gần nơi đặt khạp gạo, vì trong gạo có rất nhiều những con trùng nhỏ. Nếu đặt gần củi, chúng sẽ chui vào trong củi, sau đó phải bị đốt cháy. Lúa mạch chứa trữ rất dễ sinh ra sâu bướm, nên mang phơi ngoài nắng nóng khoảng vài ba hôm cho chúng đi hết, rồi mới chứa vào vựa. Sau khi cất chứa trong vựa, phải tránh không cho gió vào gây ẩm. Nếu số lượng quá ít, không đủ cho vào vựa, phải chứa trong khạp, thì nên trải một ít tro trên bề mặt để hút ẩm. Trong trường hợp lúa mạch sinh ra quá nhiều sâu bướm, nên cho vào một vật chứa riêng biệt để đợi chúng đi hết. Chứa củi trong bếp nên chọn nơi thật khô ráo. Phần củi ở dưới cùng thường ẩm thấp sinh trùng. Mỗi ngày nên mang ra phơi nắng một lần trước khi dùng để nấu nướng. Mỗi khi cần dập lửa, không được dùng nước có trùng trong đó, cũng không được ném củi cháy vào chỗ đất có trùng sinh sống.